Sẵn thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Thì cái rau lủi này nó là một loại rau rất là dinh dưỡng và chữa được rất là nhiều bệnh. Nói chung là rất là quý hiếm ở trên vùng núi Gia Lai. Nói chung bây giờ là cũng phổ biến rồi, nhiều nơi có rồi, tại vì nó cũng dễ trồng. Tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà nhân giống cái loại rau lủi này. Thì cái rau lủi này nó nhân giống cực kỳ dễ luôn. Các bạn chỉ cần cắt một đoạn chừng 20 phân là có thể cắm xuống, dăm xuống đất là nó lên. Đây ví dụ như các bạn xem nè. Mình dăm cái rau lủi này chưa có khoảng chừng 1 tháng thôi, bây giờ nó lên tươi tốt như thế này rồi nè, là bắt đầu chuẩn bị thu hoạch được rồi đó. Rất là dễ, vì các bạn mà tìm được ai mà có cái rau này thì bạn chừng xin vài nhánh thôi, các bạn bị dăm từ từ, nó phát triển từ từ và nhân rộng ra là sau bạn sẽ có một vườn rau lủi ăn thoải mái luôn. Còn về cái cách mà trồng và chăm sóc nó thì thực ra là mình cũng mới vừa trồng nên mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm, chứ lại và tài liệu trên mạng cũng chưa có nên nhưng mà trong quá trình mình trồng hơn 1 tháng nay thì mình thấy là nó cũng đơn giản, chắc nó cũng như nhiều như là rau thác, tức là nó cần cái đất mùn tơi xốp và nhiều dinh dưỡng, hầu như là rau nào cũng cần cái loại đất đó thôi, ẩm tưới ẩm thường xuyên là nó sẽ phát triển, với lại cũng cần ánh sáng cho nó quang hợp, thì đầy đủ dinh dưỡng và ánh sáng đất tơi xốp này nọ là cái rau này có thể phát triển tốt nhất có thể. Như các bạn xem đây, mình trồng trực tiếp dưới đất nè, thì cũng chưa có phân bón gì hết nhưng mà nó phát triển cũng ok nè, lâu lâu cũng có tưới nước tiểu cho nó, thì cũng chung là rất là dễ trồng. Nếu nhà các bạn mà không có đất á, thì các bạn hãy trồng trong chậu hoặc trong thùng xốp cũng ok, chung là rất là dễ trồng. Còn về phần thu hoạch cái rau này về vô ăn á, thì các bạn chỉ cần khi mà các bạn muốn ăn thì các bạn cắt cắt gần gần như cắt phần gốc gần cái gốc của nó, ví dụ vậy, thì các bạn xong rồi các bạn tưới thêm phân cho nó hay là bón phân cho nó để phát triển lên lại, tức là nó đâm tược lên mới đó, thì cũng đơn giản thôi đó. Cứ ăn cắt thôi, cắt xong rồi vô là mốt nó lên lại đó, đâm tược khác lên đó. Nói chung là chắc cũng ăn gần như là ăn mãi mãi á. Nếu mà bà đảm bảo điều kiện dinh dưỡng tốt thì chắc chắn là nó sẽ không không có vấn đề gì rồi, cứ có ăn hoài thôi. Đó thì còn về phần mà cắt vào thì ăn món món gì thì cái rau này thì nó cũng dễ ăn các bạn, nó không có mùi khó có không cái mùi, nó cũng dễ ăn. Để các bạn có thể chế biến với lại nhiều món, ví dụ như là xào hoặc là luộc chấm với lại nước mắm tương gì hay là chao gì đó, hoặc là các bạn nấu canh. Nói chung là gần như là món nào các bạn cũng phải chế biến được với cái rau này, thậm chí là có thể ăn sống luôn đó, ăn sống cuốn bánh tráng hay gì đó. Nói chung là ăn được rất là nhiều món và nó chữa rất là nhiều bệnh rất là nhiều bệnh luôn các bạn, nó cũng coi như là một loại thần dược đó. Một loại rau đặc sản của phố núi Gia Lai đó. Các bạn mà lên Gia Lai mà các bạn kêu một dĩa, chắc cũng một dĩa mà xào tỏi hay gì đó cũng bộn tiền á. Thành thử ra các bạn nên kiếm cái giống này về trồng ở cái vườn của mình. Có rau ăn mỗi ngày, dễ trồng mà là ăn ngon, có tốt sức khỏe nữa. Rồi thì cái chia sẻ về cái trồng rau lủi Gia Lai của mình đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì, các bạn có thể comment trong video mình sẽ trả lời các bạn. Rồi có ai mà có góp ý ý kiến gì thêm thì cũng vui lòng góp ý cho mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn